Máy cắt cỏ mang lại nhiều tiện ích cho người lao động trong ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều trường hợp điều khiển đã bị máy cắt cỏ cắt đứt lìa chân, thậm chí là bỏ mạng do không tuân thủ an toàn lao động trong khi làm việc. Và nguy hại hơn là những chiếc máy cắt cỏ đã qua sử dụng và không được đảm bảo về chất lượng sẽ không thể đáp ứng tốt các yêu cầu công việc. Hệ thống bảo vệ không còn hiệu quả, motor và các chi tiết máy bị rệu rạo, không chặt chẽ, nó ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm mà người dùng khó có thể lường trước được. Và sau đây là ghi nhận thực tế từ những vụ việc đau lòng do sử dụng máy cắt cỏ gây ra. Hiện nay, nông dân sử dụng máy phát cỏ là công cụ thiết yếu và phổ biến, tiết kiệm được thời gian công sức và làm sạch cỏ nhanh hơn. Việc sử dụng máy phát cỏ cầm tay có nhiều tiện ích nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhiều trường hợp, người nông dân sử dụng máy phát cỏ cắt tỉa bị cành cây giăng trúng mặt, nhánh cỏ giăng trúng mắt, thậm chí bị cứa đứt lìa tay chân. Sắp tay cũng cỡ nửa tháng trước, tôi có ông anh em ngang nhà cũng có đi phát cỏ. Rồi tình cờ bữa đó cái máy phát cỏ nó mùa lon nó xét nên không có kiểm tra, nên là mướn người ta cũng gấp quá. Nên bữa đó sao mà nó xét cái chân ra quất vô cái giò ảnh về rồi ảnh không có làm ăn gì được hết trơn, gia đình nghèo nữa. Đây là trường hợp ông Nguyễn Văn Tám, 46 tuổi, ngụ Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, làm nghề cắt cỏ cho bò. Trong lúc cắt cỏ, lưỡi cưa bị gãy làm hai, bay ra và chém gần như đứt lìa cả hai chân. Hay trước đó, ngày 20 tháng 11 năm 2018, ông Lý Thi ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng dùng máy cắt cỏ ở ngoài vườn. Do cây cỏ mọc um tùm, không thấy cháu trai nên ông đã vô tình để máy cắt cỏ chém thẳng vào ổ bụng cháu, khiến cháu bé lâm vào tình cảnh nguy kịch. Còn đây là anh Võ Hoài Nhân, 31 tuổi, ở Cà Mau. Trong lúc đồng nghiệp đang sử dụng máy cắt cỏ trước cơ quan, thì bất ngờ lưỡi cắt bị gãy, giăng trúng, làm cánh tay phải của anh bị đứt lìa. Bình thường là em thấy cái máy này em thấy sợ rồi. Rồi ra đường mà thấy người ta cắt em thành thấy sợ hơn. Lỡ như mà nó cắt có cục đá có gì nó văng lên mình á, rồi cái bụi nhỏ nó văng lên mắt này nọ á, nó cũng nguy hiểm. Thì tính ra thì cắt thì nó cũng có, mà phải nít là phải tránh xa cho nó đúng hơn, chứ không phải lại gần nó cũng hơi nguy hiểm. Tại vì cái này đâu có bảo vệ được đâu, cái này sợ nó vuột á, vuột cái dĩa quay này nè. Chứ còn cắt mình chủ yếu là phải cho nít đừng có lại gần thôi. Nói chung nó cũng nguy hiểm, sợ có cái gì đó, cục đá con này nọ, sợ nó cũng nó quơ rồi nó văng ra chúng. Tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng, Bệnh viện Nhân dân 115 khẳng định, hầu hết các ca nhập viện do lưỡi máy cắt cỏ văng trúng vào người đều là những ca phức tạp. Nhiều ca bị chém đứt lìa ống chân, phần gót chân, phải thực hiện phẫu thuật đấu nối. Bên cạnh đó, những trường hợp bị thương nhẹ cũng có nguy cơ nhiễm trùng huyết, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không biết cách sơ cứu. Thì cái nguy cơ khi mà chúng ta bị vết thương do máy cắt cỏ gây ra thì cái nguy cơ nhiễm khuẩn rất là cao. Và một cái nhiễm khuẩn mà chúng ta sợ nhất là nhiễm khuẩn uốn ván. Và cái khi mà chúng ta bị nhiễm khuẩn uốn ván thì sau cái thời gian ủ bệnh có thể là ngắn nhưng mà cũng có thể là dài, và khi mà bị uốn ván thì cái nguy cơ tử vong rất là cao. Nhưng một thực tế có thể thấy rõ, hầu hết những vụ tai nạn liên quan đến máy cắt cỏ đều do người sử dụng không tuân thủ các nguyên tắc an toàn, không có dụng cụ bảo hộ, mình trần chân đất sử dụng máy phát cỏ là những hình ảnh quen thuộc ở những vùng nông thôn. Thậm chí trước khi sử dụng, người dân không có thói quen kiểm tra hệ thống an toàn của máy. Đây cũng chính là những nguyên nhân gây tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo nhiều người sử dụng máy cắt cỏ cho biết, hầu hết trường hợp lưỡi dao của máy cắt bị đứt gãy văng ra đều là lưỡi thép. Dù bén hơn, nhưng lưỡi thép lại rất giòn và dễ gãy. Lý do thì nói chung thì sợ cái lưỡi kia nó giòn hơn, lưỡi thép nó giòn. Nó bén thì bén mà nó giòn, còn cái này thì mình lục hoài, lâu lâu thì mình mài hoài. Bên cạnh đó, hiện nay nhiều người có xu hướng lựa chọn máy cắt loại cũ thay vì mua mới vì giá thành rẻ hơn. Đôi khi còn có những dòng máy cũ mà hoạt động vẫn rất tốt. Nhưng thực tế, những chiếc máy cũ này đa phần đã hết vòng đời sử dụng, thường xuyên bị lỗi, hỏng hóc, không còn được sử dụng nữa. Ngoài xác máy là phần cơ khí còn khá nguyên vẹn, thì hệ thống thủy lực và điều khiển không còn nguyên bản, thường xuyên rò dầu và sự cố là điều tất yếu. Vậy làm thế nào để sử dụng máy cắt cỏ an toàn? Kiểm tra hệ thống an toàn của máy trước khi sử dụng, siết chặt đe ốc gắn lưỡi dao vào thân máy. Khảo sát trước địa hình cắt, tránh trường hợp lưỡi máy va chạm vào các vật cứng, bắn vào người gây nguy hiểm. Khu vực sử dụng máy cắt cỏ phải cách xa khu vực con người tối thiểu 15 mét,
tránh ảnh hưởng tiếng ồn, khói độc đến người xung quanh. Tuyệt đối không được chạm vào lưỡi cắt của máy khi mà động cơ vẫn chưa ngừng hoạt động. Trang bị thiết bị dụng cụ bảo hộ khi sử dụng máy cắt cỏ để đảm bảo an toàn.